đi, nó không có lấy mực nhưng mà nó thích đi. Trứng gà mai mấy sữa tươi thuốc với lại cái rỉ đường đó. Em ủ cái này là bao lâu thì mới có mới xài được? Dễ muộn khoảng tháng à. Ừ. Ủa như cái này là em bổ sung cho nó bao lâu một lần hay là gần thu mình mới bổ sung? Khi có trái á. À. Bắt đầu nó đậu trái, lựa trái xong rồi mình xong rồi rồi cứ tuần mình tưới định kỳ ra đó một lần. Từ ký 2 đổ lên. Ủa vậy hả em? Dạ. Tức là dưới 1 ký là mình bán ra chợ hay mình đem về mình ăn thôi hả? Mình bán lại một, còn không thì mình bán giá xả. Xin chào các bạn, hôm nay mình, em gái và con trai của mình đi phụ giúp hàng xóm thu hoạch trái dưa lưới nè. Trái dưa này thì khá là khó trồng, khi trồng thì cần cái kỹ thuật tương đối đặc biệt và cái phân bón cho nó cũng phải rất là đặc biệt để cho cái trái dưa này nó được ngọt, thiệt là ngọt. Thì hôm nay là người ta thu hoạch dưa lưới ở trong cái vườn dưa nè. À, trước khi thu hoạch khoảng 2-3 ngày thì họ phải tưới nước cầm chừng cho trái dưa thôi, để trái dưa nó không bị dư nước và đảm bảo cái độ ngọt tuyệt vời nhất khi mà đến tay người tiêu dùng. Vì vậy mà cái cây dưa nó hơi bị héo, nhưng mà cũng không quan trọng, bởi vì một cây dưa chỉ cho có một trái dưa thôi. Cho nên là sau khi mà hái xong á, thì cái vườn dưa này sẽ được gỡ xuống, và sau đó thì chủ vườn là em hàng xóm của mình sẽ đổi qua trồng, nếu mình nhớ không lầm là trồng cà. Thu hoạch thôi ạ. Hôm nay là hái sạch sành xanh cái vườn luôn hả em? Dạ không, chắc cũng còn lại được ít. Còn ít để nó chưa chín ạ. Cho nó già đã. Hiện giờ thì gia đình hàng xóm của mình mỗi lần trồng là trồng một cái khoảng nhỏ, vì giống dưa này là giống dưa nhập khẩu của Nhật Bản, và gia đình Việt Nam thì cũng còn chưa có nhiều nhà có thói quen mua dưa lưới về nhà ăn đó các bạn. Là hàng xóm với vườn dưa thì rất là thích, vì khi nào mà có dưa thu hoạch là mình biết liền và mình sẽ có thể chạy lên mua ngay một trái dưa. Và ngoài ra thì cũng hay được cho lắm nha. Các bạn có thể để ý thấy là dưới vườn dưa đó, cái lá dưa nó đang rũ xuống giống như là nó bị thiếu nước hay là nó đang chết. Đúng là như vậy đó các bạn. Vì trước khi thu hoạch 2-3 ngày đó, người ta sẽ ngưng tưới để cho trái dưa nó không bị dư nước. Và mình nghĩ là cũng để cho nó tăng cái độ ngọt của trái dưa khi mà đến tay người tiêu dùng đó. Chính vì vậy mà cái cây dưa nó hơi bị thiếu nước và nó rũ xuống như vậy. Nhưng mà cũng không có gì đáng lo nha các bạn, vì một cây dưa này đó, người ta chỉ để duy nhất một trái thôi. Nếu như mà cái lúc mà mình tỉa trái của nó đó, mình tiếc tay đó, thì có thể để tối đa là hai trái. Nhưng mà tối đa là hai trái thì cái trái nó lại nhỏ, và như vậy thì không có đạt cái chuẩn để bán dưa loại 1 là trên 1kg. Mà nếu dưới 1kg thì lại phải bán hàng kiểu như là hàng giạt đó, giá rẻ tiền hơn cho người ta ép lấy nước uống thôi. Thì nếu là chủ vườn thì dĩ nhiên là các bạn sẽ cố chăm để mà được cái loại dưa tốt nhất. Cái trái dưa nó cũng nặng nữa, cho nên là họ dùng một cái sợi dây như thế này để cột và phụ giúp cái trái, cái cây dưa nó giữ được cái trái dưa này. Sau cùng thì đến phần là bọc lại, vì cái dưa này còn phải đem đi xa. Hôm qua cả nhà 4 người kéo nhau đi phụ trong vườn dưa đó, thì cuối cùng Kim Anh với Tiến, hàng xóm của mình, cho một trái dưa đem về. Hôm nay mình sẽ mổ cái trái dưa này ra ăn luôn, để cũng là giới thiệu cho các bạn biết là Việt Nam mình đã trồng thành công cái loại dưa lưới của Nhật Bản, và với một cái kỹ thuật canh tác có thể được gọi là sạch. Hữu cơ thì chưa tới, nhưng mà canh tác sạch thì là chuẩn rồi. Cái dưa này cũng được tưới bằng cái dung dịch hữu cơ ủ tại nhà, gồm có trứng nè, sữa tươi nè, mật mía nè. Thì cái dưa này trước khi người ta cắt á, người ta cũng có kiểm tra, và cái độ đường của nó phải từ 14 độ Brix trở lên thì người ta mới cắt. Hôm nay mình sẽ review cái trái dưa lưới giống Sakata này nha các bạn. Uh-huh.
don't. You know, the technology. You don't like it. You don't even eat it. No, 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 like. What about the technology? To grow this with milk. What? Egg. And the molasses. Of course, you fermented it. Because you make an organic fertilizer for this one. And that's the secret to make this cantaloupe sweet. My soul. Yeah, I know. Hi. Okay. Uh-huh. You don't like it. Hey, hi. Oh my God. It's mine. No. Here. Really? Hmm. Yeah, thank you. How can you eat it? I mean, you're trying. Yeah. Oh, you're taking so long. Really? You're making the biggest mess. Almost done. Now you have played. There you go. Good job. Good job. Yeah. One more? Oh no. Good job. Okay, maybe I do it so you play with them, okay? Well, I mean that was already pretty long. Yeah. Okay. No, down. Oh, what? Where are you going? You I want another piece. Okay.